my name is Kenan Todd. I was born into a Christian family. I've always looked forward to every Sunday because it was always so exciting and fun to go somewhere where everyone believed in the same thing. From a little girl to now, I've always been taught how great and glorious our God is. This year, I was given the opportunity to go to the Vietnamese Alliance Youth Camp at Summit Grove a couple months ago. It was an amazing experience. While I was there, I realized this great thing for me. Being there and listening to the preachers preach the word made me really think deeply about who our God is and what he has done for us. For in Romans 5:8, it said, "But God showed his love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." From when I was little to now, I've always believed in God, but I have not asked him to come into my life yet. On July 25th, 2018, I asked God to come into my life after I finished baptism class. Honestly, I know I've made many terrible mistakes in the past, and getting baptized means I get to be cleansed and have a new opportunity to start a new life with God. The definition of baptism is the action of being submerged underwater, which illustrates a person's sinful self perishing. And when they rise up from beneath the waters, they become an official child and dedicated follower of God. I want to be baptized because I'd opened the door for him to enter my life, and I want to start a new life with him, God. After I get baptized, I want to contribute to him and help spread the gospel to others. I want everyone to know that I am a child of God and I'm a follower of God, our King forever. I can't wait to see how God will use me in the future. Thank you. Lời làm chứng của Khánh Linh. Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị. Con tên là Khánh Linh. Con được sinh vào trong một gia đình Cơ Đốc nhân, và con luôn 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 mong chờ vào cái ngày trường chủ nhật, vào cái buổi sáng chủ nhật đó, bởi vì nó luôn luôn là một cái kinh nghiệm rất là khích lệ và vui, để là nơi mà tất cả mọi người tin vào trong chung một điều. Từ khi con còn là con gái nhỏ cho đến bây giờ, con luôn luôn được dạy là Đức Chúa Trời là đấng rất là to lớn, vĩ đại và đấng rất là vinh hiển. Năm nay con được bà cho có một cơ hội để đi dự cái trại của thanh thiếu niên ở tại Summit Grove và ở một vài tháng trước đây. Và khi con ở đó, con ý thức được rằng tình yêu của Chúa đối với con là quá lớn. Và khi có mặt ở tại đó và nghe những lời giảng của tất cả những người giảng ở tại Summit Grove, thì những lời giảng đó đã khiến cho con suy nghĩ rất là nhiều về Đức Chúa Trời của con và tất cả những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Và đó là điều mà được bày tỏ trong Roma đoạn 5 câu 8, viết như sau: vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta, trong khi chúng ta còn là kẻ có tội, thì đấng Christ đã chết vì chúng ta. Và từ đó, khi mà con còn nhỏ đó, con luôn luôn tin ở nơi Chúa, nhưng mà con chưa có một lần nào đến với Chúa và mời Chúa ngự vào trong cuộc sống của con. Mãi cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2018, con đã mời Chúa vào trong đời sống của con sau khi chúng con đã chấm dứt cái lớp giáo lý báp têm. Một cách thành thật, con biết là con đã làm nhiều những cái gọi là những cái lỗi lầm trong quá khứ. Và tiếp nhận thánh lễ báp têm có nghĩa là con có một cái cơ hội để Chúa có thể tha thứ những tội lỗi cũ của con, và con sẽ có một cái cơ hội mới để con bắt đầu một nếp sống mới với Đức Chúa Trời. Định nghĩa của lễ báp têm đó là cái hành động được phủ ở dưới cái làn nước, và dưới cái làn nước này để minh họa là nếp sống và tội lỗi của một con người sẽ được rửa sạch đi và được chôn vùi đi. Và khi mà con đứng lên khỏi cái nước đó, thì con thật sự chính thức được trở nên một đứa con của Đức Chúa Trời và là một người đi theo Chúa trọn đời. Con muốn được tiếp nhận thánh lễ báp têm bởi vì
đó là một cái cơ hội để Chúa mở cho con một cái con đường, một cái cánh cửa để cho Đức Chúa Trời có thể vào trong đời sống của con và bắt đầu một nếp sống của Chúa ở trong cuộc đời của con. Sau khi con tiếp nhận Thánh lễ báp têm, con muốn được đóng góp cho Chúa và giúp để mà rao giảng tin lành cho những người khác. Con muốn tất cả mọi người biết là con của Đức Chúa Trời và con là một người đi theo Chúa và con là vua của con mãi mãi. Con không có thể nào chờ để nhìn, để có thể kinh nghiệm làm thế nào Đức Chúa Trời sẽ sử dụng con ở trong tương lai. Cảm ơn quý cô, quý ông bà, anh chị. Bây giờ xin mời ông Hùng, Lương Hùng.